Xin chào tất cả anh chị em, xin chào tất cả các bạn. Ở video ngày hôm nay tôi xin phép được hướng dẫn cho các bạn mới một cái cách để làm sống lại những video mà đã chết. Có rất nhiều lý do khác nhau để video của chúng ta bị chết yểu ở trên kênh của mình. Như thế nào thì được gọi là một video đã chết? Một video mà đã bị mất đề xuất, không có lượt xem mới và không có tỷ lệ nhất thì đó được gọi là một video đã chết. Tại vì nó có tồn tại ở trên kênh nhưng không bao giờ được đề xuất và cũng chẳng bao giờ có ai xem. Thì tại sao video đó lại chết thì có nhiều lý do, nhưng lý do khá đặc biệt và phổ biến đó là như thế này. Khi các bạn mới bắt đầu phát triển nội dung trên kênh YouTube của mình, vì các bạn chưa có kinh nghiệm, các bạn chưa biết cách SEO và kênh của các bạn còn nhỏ, cho nên lượt đề xuất nó thấp, cho nên khả năng tiếp cận khán giả khá là ít. Và có thể là chủ đề các bạn làm trước đây đến cái thời điểm hiện tại nó không còn phù hợp với xu hướng nữa, cho nên nó không thu hút được người xem và không có tỷ lệ nhất. Lâu dần YouTube sẽ không có đề xuất, vì YouTube hiểu rằng cái nội dung đó không hấp dẫn người xem và người xem không quan tâm đến nó. Chính vì vậy nó không đề xuất nữa. Và video của các bạn có ở trên kênh, cho dù có ở đó bao nhiêu lâu thì cũng không có lượt xem. Thì đó là cơ bản nhất để một video bị chết. Thì làm thế nào để chúng ta có thể làm sống lại những cái video đã chết đó? Trước tiên, các bạn có một cái cách khá là đơn giản mà gần như là bạn nào cũng biết, mà các bạn cũng làm cả rồi, nhưng mà cũng có thể là có một số bạn còn chưa có để tâm tới, cho nên các bạn chưa có thực hiện. Thì cách thứ nhất nó rất đơn giản thôi, các bạn bắt đầu chia sẻ lại những cái video đó lên trên những cái mạng xã hội của các cá nhân của các bạn. Ví dụ như các bạn chia sẻ trên Zalo, trên Facebook hoặc là trên Twitter, các bạn có thể là sẽ kéo được lại một số lượt xem. Tại vì có thể những cái video đó mà bạn bè của các bạn trước đây chưa biết rằng bạn có làm YouTube, hoặc là các bạn có chia sẻ nhưng vì lý do nào đó họ chưa tiếp cận được, họ chưa xem, thì hôm nay chúng ta chia sẻ lên thì họ sẽ quan tâm tới cái nội dung đó, thì họ bắt đầu họ nhấp vào họ xem, và vô tình thì video của các bạn bắt đầu là có người xem, có lượt tìm kiếm, có tỷ lệ nhất, thì bắt đầu là YouTube lại tiếp tục đề xuất cho video đó, thì video đó sẽ sống lại. Mặc dù cách là đó cũng không phải là hiệu quả, nhưng mà chúng ta sẽ tận dụng tất cả những gì có thể. Tại vì đối tượng người xem của các bạn có thể đến từ bất kỳ một nguồn nào mà chúng ta không thể nào biết trước được. Bởi vậy có bao nhiêu cách có thể khôi phục thì chúng ta cứ thực hiện. Cái cách thứ hai là cái cách quan trọng nhất, và cái cách theo cá nhân tôi là khá là hiệu quả. Thì các bạn cũng đã biết được rằng cái thuật toán của YouTube nó đề xuất dựa trên cái siêu dữ liệu và cái chủ đề video các bạn đang làm. Thì siêu dữ liệu là gì? Đó là hang tác, đó là tiêu đề, đó là ảnh thu nhỏ, đó là cái thẻ nhãn mà các bạn thiết lập cho video của mình. Ở một cái thời điểm nào đó thì khán giả sẽ có những cái nội dung quan tâm và sẽ có cái từ khóa tìm kiếm khác nhau. Chính vì vậy khi các bạn phát triển kênh, các bạn có thể nghiên cứu lại cái từ khóa của mình đúng với cái chủ đề, nó phù hợp với cái xu hướng hiện tại, để các bạn có thể thay đổi cho video của mình, để làm sao cái khả năng xuất hiện trong những cái kết quả tìm kiếm và đề xuất trên những video cùng nội dung nó tốt hơn. Để thực hiện điều này thì chúng ta sẽ làm như sau. Cách này là cách hiệu quả nhất, các bạn chú ý nha. Nhờ các bạn quan sát lên trên màn hình, ở đây tôi có một video. Đây là một cái kênh mà tôi làm về phượt. Tôi khá là mê phượt, nhưng mà vì 2 năm gần đây thì tình hình Covid khá là căng và tôi không thực hiện được những video mới. Chính vì vậy những cái video cũ ở trên kênh đã chết, và bây giờ tôi sẽ tìm cách để làm cho video đó sống lại. Thì các bạn vào trong YouTube Studio và các bạn chuyển đến phần nội dung, các bạn chọn những cái video cần làm sống lại. Các bạn nhấp vào cái phần phân tích dữ liệu này trước nha các bạn, để chúng ta hiểu được rằng như thế nào là video đã chết. Chúng ta bắt đầu chuyển đến cái phần phạm vi tiếp cận. Ở phần phạm vi tiếp cận thì các bạn sẽ thấy là cái lượt hiển thị ảnh thu nhỏ ở đây, cho các bạn quan tâm nhất được cái nội dung khung ở cái khung này thôi nha. Lượt hiển thị ảnh thu nhỏ là 4.700 và tỷ lệ nhất là 6,7%, lượt xem là 317 trong những cái lần được hiển thị. Được hiển thị có nghĩa là được đề xuất khi khán giả xem video của chúng ta, ở có thể là video ở trên kênh của chúng ta hoặc ở kênh khác, những video khác cùng chủ đề, nhưng mà trong đó nó được hiển thị ở phía bên cạnh, thì có nghĩa là lượt hiển thị ảnh thu nhỏ nó xuất hiện ở đó. Nhưng đây là toàn thời gian của video này. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra ở trong 7 ngày qua, tức là 7 ngày gần nhất, thì các bạn sẽ thấy là nó chỉ có 6 lượt xem thôi, coi như là đã chết rồi. 6 lượt hiển thị, xin lỗi các bạn, 6 lượt hiển thị. Và chúng ta kiểm tra lâu hơn một chút là chúng ta kiểm tra trong vòng 28 ngày qua, thì ở đây là tổng lượt xem, tổng lượt hiển thị là 61 lượt hiển thị và chỉ có một lượt xem duy nhất.
Với 61 lượt hiển thị tương đương là mỗi ngày chỉ có 2 lượt hiển thị. Thì với cái tỷ lệ hiển thị như vậy rất khó có thể kiếm được những lượt xem mới. Chính vì vậy bây giờ tôi sẽ thay đổi cái video này. Tôi chuyển qua cái phần chi tiết. Và chúng ta sẽ thay đổi từ tiêu đề của video, hang tác của video, ảnh thu nhỏ và thay đổi cả cái phần quan trọng nhất, đó là cái phần thẻ nhãn. Ở đây với những cái thẻ nhãn như thế này, có thể là nó đã không còn phù hợp nữa, hoặc là quá ít, nó không có khớp với những từ khóa mà khán giả đang quan tâm, đang tìm kiếm. Chính vì vậy tôi sẽ xóa đi toàn bộ và tôi sẽ thêm những cái từ khóa mới cho video này để làm sao cho nó phù hợp với cái xu hướng hiện tại. Sau khi tôi thêm những cái từ khóa mới mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ hấp dẫn được người xem, và ít nhất ở đây là thay đổi để cho cái thuật toán của YouTube khi mà nó phân tích video của chúng ta thì nó sẽ phát hiện ra những cái từ khóa mới và nó hiểu một khác đi về video của chúng ta, để nó đề xuất trên những cái video mới cùng chủ đề và nó hiển thị tốt hơn ở trong những cái kết quả tìm kiếm mới. Đó là chúng ta thay đổi thẻ nhãn, và ở trên này chúng ta cũng bắt đầu thay đổi ảnh thu nhỏ. Thì ảnh thu nhỏ hiện tại thì các bạn thấy ở đây là sao? Tôi làm có lẽ là nó chưa được hấp dẫn cho lắm, cho nên là khi mà nó được đề xuất thì khán giả không có để ý tới và không quan tâm. Chính vì vậy tôi sẽ thiết kế một cái ảnh thu nhỏ khác đẹp hơn, hấp dẫn hơn, để thay đổi cho cái ảnh thu nhỏ cũ. Rồi ok, tôi đã thay đổi cái ảnh thu nhỏ này để nhìn cho nó hấp dẫn hơn. Và cuối cùng chính là cái việc là chúng ta sẽ đặt lại cái tiêu đề cho video để làm sao nó kích thích được người xem. Ở đây tôi sẽ thay đổi cái tên của video của mình. Rồi tôi đã đổi cái tên là Thiên đường du lịch số 1 Việt Nam biển Kỳ Co. Và chúng ta bắt đầu nâng cái điểm SEO này lên bằng cách là chúng ta đưa nó xuống dưới phần mô tả, chép nguyên cái tiêu đề này để chép vào phần mô tả, và chúng ta cũng thay đổi cái từ khóa ở dưới, cái hang tác ở trong phần mô tả này. Ở đây tôi sẽ đổi lại thành biển Kỳ Co. Và cuối cùng chúng ta cũng chép cái thiên đường du lịch số 1 Việt Nam này vào trong cái phần từ khóa của mình. Ở đây có nhiều từ khóa quá cho nên là nó không cho phép, hiện tại là đang dư 18 ký tự. Chính vì vậy mà tôi sẽ lược bỏ một số cái từ khóa không cần thiết. Và sau khi chúng ta thay đổi xong tất cả như vậy thì chúng ta chọn lưu. Như vậy là chúng ta đã làm xong bước thứ hai để video của mình có thể có những cái lượt đề xuất hiển thị mới và có những cái lượt xem và tỷ lệ nhấp cao hơn. Đó là cái cách thứ hai. Và cái cách thứ ba thì như các bạn đã biết thì ở trên kênh YouTube của chúng ta có một cái thẻ tag được gọi là thẻ tag cộng đồng. Các bạn có thể chia sẻ lại cái bài đăng của mình trên cái tab cộng đồng đó. Vì sao? Video cũ nó không được thông báo cho những khán giả mới và cũng không được đề xuất hiển thị lại. Chính vì vậy mà người xem không tiếp cận được cái video của chúng ta, cho nên họ đâu có biết chúng ta có video đó mà họ xem. Bây giờ để người xem nhận được cái thông báo và để biết được rằng chúng ta có cái video đó thì chúng ta sẽ chia sẻ cái link video này lên cái tab cộng đồng của mình. Thì ở đây chúng ta sẽ sao chép cái link của mình và chúng ta chuyển đến phần kênh của bạn. Và chúng ta chuyển đến tab cộng đồng. Các bạn hiểu rằng khi chúng ta tạo ra một cái bài đăng mới thì những cái khán giả mà đã đăng ký kênh của chúng ta nó sẽ nhận được cái thông báo, và vô tình cái video của chúng ta không được đề xuất nhưng mà chúng ta đăng một bài như vậy thì bắt đầu khán giả sẽ quan tâm, sẽ nhận được cái thông báo và họ bắt đầu họ sẽ nhấp vào xem. Xin lỗi các bạn, tôi đang sử dụng trình duyệt cốc cốc cho nên không có sử dụng được cái tính năng video này nha. Các bạn có thể chọn cái phần video này để chọn một video bất kỳ hiện có ở trên kênh của bạn. Còn không, chúng ta có thể dán trực tiếp link vào đây và chúng ta chọn một hình ảnh bất kỳ. Chúng ta chọn ảnh để tải lên, tôi lại lấy trực tiếp cái ảnh thu nhỏ của cái video đó. Đặt lại vị trí làm sao mà nó có thể hấp dẫn được người xem, rồi lưu lại cái ảnh xem trước. Và ở phía trên này chúng ta bắt đầu tạo bài đăng, nội dung bài đăng để làm sao khán giả khi đọc xong sẽ bị kích thích. Ở đây tôi sẽ tạo ra cái nội dung cho cái bài đăng này. Rồi sau khi chúng ta tạo xong nội dung bài đăng và có chèn link video thì chúng ta bắt đầu chọn đăng bài. Như vậy thì những người đăng ký kênh của chúng ta
chưa nhận được thông báo về cái video đó thì bây giờ họ sẽ nhận được thông báo về cái bài đăng này, và họ bắt đầu họ sẽ có thể là họ sẽ nhấp vào xem, chúng ta sẽ tăng thêm cái khả năng có được xem mới. Và cái cách thứ tư nữa, cái cách này thì phần lớn các bạn ít có để ý tới lắm. Thông thường các bạn hay chèn cho những cái video mới, đó là chúng ta thêm vào màn hình kết thúc hoặc thẻ đề xuất cho những cái video mà đang có nhiều đề xuất. Ví dụ trên kênh của các bạn có rất nhiều những cái video khác nhau, thì các bạn thấy rằng là video nào của các bạn là đang được đề xuất mạnh, thì các bạn thêm cái video mà đã chết của các bạn mà các bạn cho rằng cái nội dung của nó vẫn còn hấp dẫn người xem, thì các bạn thêm vào cái phần màn hình kết thúc. Ví dụ như ở đây tôi có cái một cái video bất kỳ đây. Tôi sẽ chuyển tới cái phần YouTube Studio để nó đỡ nhấp vào đây. Chúng ta lại chuyển tới phần nội dung và chúng ta tìm một video. Ở đây tôi chỉ làm mẫu cho nên tôi sẽ lấy một video bất kỳ. Còn các bạn khi mà các bạn thực hiện thì các bạn nên chọn ở trên những cái video mà nó đang có đề xuất cao nha, nó đang có nhiều lượt xem mới thì các bạn mới thêm. Còn nếu như những cái video mà nó cũng không có lượt xem mới, không được đề xuất thì các bạn chèn lên đó nó cũng vô giá trị, tại vì cũng đâu có ai thấy đâu. Thì chúng ta cũng vào phần chi tiết chỉnh sửa cho video. Và chúng ta chuyển đến cái phần màn hình kết thúc ở đây. Thì rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần chèn nó vào cái video này. Ví dụ như ở đây thì tôi sẽ chỉnh sửa và chúng ta chọn lại một video ở trên kênh. Thì cái video các bạn muốn chèn vào đây là gì? Như hồi nãy cái video của tôi đang thực hiện đó là thiên đường du lịch số 1 Việt Nam ở đây, thì tôi sẽ nhấp chọn. Ok, như vậy là đã xong. Nhưng mà có thể là cái video của các bạn nó sẽ không đủ hấp dẫn để người xem có thể xem hết toàn bộ video của mình. Chính vì vậy, ngoài vấn đề là các bạn chèn vào màn hình kết thúc thì các bạn lên chèn thêm vào thẻ đề xuất ở đây. Thì khi nhấp vào thẻ đề xuất thì các bạn kéo tới cái vị trí tầm khoảng 2 phút đầu. Để nếu như mà khán giả họ xem trong vòng khoảng 2 phút thì họ sẽ nhận định được là video hấp dẫn hay không hấp dẫn, thì họ sẽ có cái xu hướng gọi là chuyển đổi sang một cái video khác hoặc tìm kiếm nội dung khác để xem. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ chèn ở cái vị trí là khoảng 2 đến 3 phút. Và chúng ta nhấp vào chèn vào video. Và chúng ta cũng chọn cái video đó là chúng ta muốn gắn thẻ đề xuất để cho khán giả xem. Và khi khán giả đang xem video này ở cái thời gian khoảng 2 phút thì cái thẻ đề xuất này sẽ được hiển thị, nó sẽ tạo ra cái sự chú ý cho khán giả và khán giả sẽ nhấp vào xem. Thì đây cũng là cái cơ hội mới để chúng ta tăng thêm cái lượt xem và cái lượt click cho video của mình. Và sau khi chúng ta chỉnh sửa xong thì chúng ta cũng chỉ cần chọn nư. Như vậy là ok rồi. Như vậy là tôi đã chia sẻ cho các bạn 4 cách để các bạn có thể làm sống lại video chết của mình. Cách đầu tiên đó là các bạn chia sẻ ở trên những cái mạng xã hội của các bạn. Các bạn có thể đăng lên trên Facebook, trên Zalo, trên Twitter, hay là các bạn có thể chia sẻ link ở trên TikTok gì đó. Đó là tùy vào cái mạng xã hội mà các bạn đang sử dụng. Cách thứ hai là cái cách cơ bản và quan trọng nhất, đó là các bạn sẽ thay đổi tiêu đề, thay đổi ảnh thu nhỏ và thay đổi toàn bộ cái thẻ nhãn và cái hashtag video của mình. Hoặc các bạn không cần thay đổi toàn bộ, các bạn chỉ cần thêm những cái từ khóa mới, những cái từ khóa đang hot, nó phù hợp với cái xu hướng và cái nhu cầu tìm kiếm của khán giả ở trong thời điểm hiện tại cho nó hợp trend. Và cái cách thứ ba đó là chúng ta đăng lại cái bài đăng đó ở trên tab cộng đồng bằng phần thêm video, hoặc là các bạn tạo bài đăng bằng hình ảnh rồi sau đó các bạn chèn link. Và cách thứ tư đó là chúng ta chèn vào thẻ đề xuất của những cái video, chèn vào thẻ đề xuất và màn hình kết thúc nhau các bạn, vào những cái video đang hot trên kênh của các bạn, những cái video đang được đề xuất mạnh và có nhiều lượt xem mới thì các bạn thêm vào video đó, đừng có thêm vào những video cũ ha. Thì đó là bốn cái cách để chúng ta có thể làm sống lại video chết của mình. Hy vọng với cái chia sẻ như vậy thì nó sẽ mang lại những cái thông tin hữu ích cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.